Through her boundless compassion for humanity, Supreme Master Ching Hai tirelessly traveled to many corners of the world to share the message of love and eternal liberation through God's gift to humankind, the Kuan Yin method of meditation. After 30 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, she continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and its co-inhabitants, humans and animals alike, Supreme Master Ching Hai selflessly accepts invitations to share her insights and wisdom on the topic of global warming and climate change. Despite her busy schedule, Supreme Master Ching Hai also sets aside time to hold retreats and international gatherings with our association members to inspire and motivate, address any concerns for daily life, and answer questions on spiritual practice. We present to you Supreme Master Ching Hai's lecture entitled The Story of the Venerable Cloth Bag at an international gathering on September 8, 2008. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Giờ người ta ngủ hết, ngồi đây. Tại sao tới đây làm gì vậy hả? Nhà tôi đầy giấy hết trơn vậy hả? Hả? Nhớ gì đâu, qua dòm 2 ngày đủ không? Đủ hả? Ờ vậy thôi, được rồi. Mỗi người cho dòm 2 ngày ha. Chú biết làm sao? Ok. Ở đâu qua vậy? Úc, Mỹ, Úc, Canada. Úc. Úc ở đâu? Ở chùa hả? Chơi đâu? Dạ, mới qua con ở chùa mà con mới ra khỏi chùa cách đây mới không lâu. Đã ra có chùa làm chi? Con gặp sư phụ. Gặp sư phụ ở trong chùa cũng gặp được vậy. Ở chùa không cho đi hả? Hả? Sư tự do mà. Đời gì mà cực khổ, đi đâu cũng cấm. Hả? Tới đây cấm ngồi luôn. Cấm ngồi bên kia, qua ngồi bên này. Không phải cấm bên này, Việt Nam mà. Hả? Nãy nói chuyện bên kia tàu nhiều ở đây. Chứ biết sao giờ, qua đây nhà tôi không biết làm sao. Tại thường thường qua đây chừng 300-400 là vừa. Hả? 800. May nhà có vườn nha. Hả? Không có vườn là trèo lên cây ngồi. Giống mấy khỉ à. Cái này cũng hay à. Ý kiến này hay à. Mai mốt mình treo võng ở trên kia hả? Mỗi người ngồi một cây hả? Wow. Thôi ở tạm 2 ngày đâu chết chóc vậy đâu ha. Yeah. Không có chỗ ở, không có đồ ăn cũng vậy thôi ha. Hả? Xỉu cũng tới hả? Chừng xỉu nói nha. Xỉu rồi phải nói nè, nói xỉu rồi.
tôi cũng không quẩn mà tôi lo cho mấy người. Người nào xỉu ráng chịu nha. À, xỉu là ráng chịu, thôi ráng đừng có xỉu, về nhà hỏi xỉu. À, tại xỉu đây không có ai lo đâu. À, sư phụ bận lo mấy người khác đâu có lo cho mình được, còn mấy người kia lo bận sư phụ, do dòm sư phụ đâu có. Đâu có quan tâm gì mấy người, ai xỉu nói chịu hay chưa? Sư phụ khỏe ra hả? Hồi đó không khỏe, hồi đó giờ không khỏe. Qua đây mới khỏe hả? Dạ, từ ở nhà bệnh hả? Tới bây giờ là con khỏe lắm. Tưởng đâu ở nhà tương tư bệnh. Sư phụ hết bệnh. Giờ gặp sư phụ hết bệnh. Hết bệnh. Trả tiền tôi. tiền khám bệnh. Thấy mấy cái chuyện cười ở trên xem TV không? Thấy được. Ông bác sĩ đi dự tiệc á mà. Rồi mấy người kia chạy cái tới hỏi hoài tôi bệnh bên này bệnh bên kia mà. Cái ông bác sĩ bực quá cái nói chuyện với ông luật sư nói sao? Bây giờ làm sao mình tránh khỏi cái mình làm sao bây giờ tính làm sao hả? Đi đâu cũng gặp người ta hỏi vậy mất công quá. Ông thì về gửi cái đơn hóa đơn cho mấy người đó. Ông về ông gửi hóa đơn cho mấy người đó. Mỗi người 20-30 vậy đó. Rồi ông luật sư gửi cho ổng cũng có hóa đơn 100. Tại hỏi ý kiến ổng. Luật sư mắc hơn. Hỏi một câu 100 đồng. Thiệt vậy á, ở Mỹ vậy. Hồi đó sư phụ ở Mỹ có một lần đi hỏi ông luật sư nào đó 2 tiếng 500. Xui sao? Tôi tưởng qua hỏi chơi thôi. Đấy, ông bắt mình nói chuyện này chuyện kia cái thành 2 tiếng đồng hồ 500. mà một ông luật sư cũng đủ có 2 ông ngồi đó, thành ra mỗi người 250. Tôi đâu có cần 2 ông luật sư đâu, có ông này ngồi ông kia cũng lại ngồi luôn, 2 người bạn nhau cùng làm chỗ đó, 2 người ngồi cái tính mỗi người 250. Ok, bây giờ đọc cái chuyện này cho vui ha, chuyện thiền ha. Không biết có vui hay không, tôi cũng chưa đọc hết đây nha. Không vui thôi, đừng la tôi nha. Chuyện là nói chuyện cái túi vải. Cái ông khắc thử thiền sư, ông có một cái túi vải. Ông nói rằng, ta có một túi vải, trong chứa đầy... nghĩ tới tiền không? Tới đây ngồi thiền á, hở miệng ra cái là tiền. Ai nói đúng cho cục kẹo. Chứa trong gì? Một người thôi, một người nói thôi, giơ tay lên. Giống ở trong lớp học. Nghiệp chướng. Trí huệ. Trí huệ. Bao nhiêu người trí huệ giơ tay lên coi cho nó lẹ rồi. Bao nhiêu người chứa đầy tiền giơ tay lên coi. Con anh chàng này thôi. Còn gì nữa không? Chứa gì nữa? Kẹo. Kẹo. Ôi chú chó. Người thì muốn ăn, người thì muốn tiền. Con đất. Kinh điển. Kinh điển. Cô nói gì? Con nói kinh điển. Kinh điển. Ai nữa? Sự khen ngợi. Hâm ba lan đủ thứ. Hâm ba lan đủ thứ. Giống như túi nhà ngươi đem qua đây đó hả? Có ghế ngồi, có cái giá cơm á hả? À, muỗng nè, chén bát nồi niêu hả? Muốn nói gì? Không, gãi đầu thôi hả? Ok. Tình thương. Tình thương. Tâm linh. Tâm linh. Ôi trời. Khai ngộ. Hả? Không có gì hết. Sự khai ngộ. Không có gì hết. Ân điển nữa. Ân điển. Chú chào mấy người sao tu hành nghiêm túc quá đi. Người thì tiền, người thì kẹo, người thì bánh. Toàn là nghĩ thiền không. Nghe sư phụ la ông kia tiền, cái bây giờ cũng nói thiền không ha. Ok, tiền với thiền á, bỏ thêm chữ hát vô là xong ha. Thì bây giờ ha, thôi để sư phụ đọc cho rồi đi ha. Không ai được kẹo hết, để tôi để dành kẹo tôi ăn. Ta có một túi vải ha, trong chứa đầy hư không. Tiền giấy chưa có mà là vàng. Người ta thầy tu mà có vàng có tiền cái chổng á.
Người thì tham ăn, người tham tiền. Này tham vàng còn hơn nữa. Ok. Trong chứa đầy hư không. À, ông là rỗng rồi. À, không có như mấy người đầy ở trong hết trơn. Ok. Không sao. Hỏi cho vui thôi. Ha. Mình thiếu cái gì thì mình muốn cái đấy, phải không? Thiếu tiền thì dĩ nhiên mình muốn tiền. Tới đây thì muốn kẹo. Còn bà kia hồi giờ chưa có đọc kinh điển lần nào thì mà bà muốn kinh điển để bà đọc. Rồi, ok. Mở ra che phủ mười phương, chui vào á, nhìn thấy tự tình bên trong. Biết cái gì rồi ha? Túi vải gì vậy hả? Cái này nè, cái túi này nè. Cái thân mình của mình là túi vải nè. Cho nên mới nói là trong chứa đầy hư không. Cái thân mình đâu có gì đâu, phải không? À, ngồi thiền thấy rỗng, không thấy gì hết. À, thấy thân mình không có, phải không? Đúng là hư không thiệt. Mà mở ra che phủ mười phương. À, biết tại sao? Tại sao một cái thân mình che đủ mười phương được? Không. Vô sở bất tại mà. À, Như Lai, không lại không đi. Rồi, cho nên mở ra thì có thể che được mười phương. À, mà chui vào trong đó thì nhìn thấy tự tánh của mình. À, thấy không? Mỗi lần mình trùm lại mình ngồi trong đó. Thấy gì? Thấy tự tánh hả? Phật tánh của nhà ngươi là sao? Nói nghe coi coi. À, đẹp không? Phật tánh đẹp không? Đẹp hả? Đẹp giống sư phụ không? Sáng hả? À, à. Mấy người nói đi theo bà Thanh Hải làm gì, bỏ tối ngày tô son điểm phấn với bận quần bận áo không à? Tôi nói tầm bậy. Làm gì mà nói, tôi làm gì mà tối ngày cứ tô son điểm phấn bận quần bận áo không đâu. Tôi nói đâu có, tôi còn tiêu thì giờ đã ăn cơm ngủ rồi. Đâu có bao nhiêu đâu. Nói bậy nữa bà. Nói không khai ngộ gì hết. Ta còn ăn còn ngủ nữa chứ. Rồi, bây giờ hiểu rồi ha. Cái túi vải đó là cái túi vải của mình nè. Cái này cái túi gì đâu, trong đó gì đâu hả? Khi mà khai ngộ thì thấy không có gì hết ha. À, mà vô sở bất tại, tức là mình ngồi đây mình có thể hiện hình tất cả mọi nơi được ha. Cái đó đúng là phủ đầy hư không, phải không? À, mà khi nào mình thâu lại, mình ngồi mình dòm ở trong mình dòm vô trong thì thấy gì? Thấy tự tánh của mình, phải không? Ok, đúng rồi, vậy đó, đúng là túi vải ha. Cái túi vải này không có đựng tiền được nghe chưa cưng. Mà đựng vàng chút chút thì được. Đựng đầy vàng thì không có được. Nói cho rõ để rồi nói sư phụ không có dạy. À, ở tỉnh Triết Giang á, Phúc Kiến á, bên Tàu á, ở thời Ngũ Đại cuối thời đó, có xuất hiện một nhân vật rất là lạ lùng. Đó là Hòa Thượng Túi Vải. Chắc ông cũng có túi vải thư thiệt đó ha, chứ không phải cái túi này ha. Túi này nó hơi nhỏ đó. Ông cũng có túi, mình cũng có túi. Đừng nói sư phụ tại sao có túi. Ông Hòa Thượng đó là ông có túi rồi, tôi có túi đừng la tôi nha. Rồi. Túi này còn kiếm tiền được, cái túi ổng là rỗng không, ổng nói rồi. Mới ra lò. Có gì mà Big West Go Green nữa. À, Save the Planet nữa. Có con ngỗng rồi. À, sư phụ không viết ra cái gì, cái cuốn sách gì ra hẳn làm liền. À, ngỗng mà. À. Ok. Rồi Big West Go Green là sư phụ biểu viết vô đó. Bây giờ làm cái gì cũng Big West Go Green hết. Ở đây cũng có không? Có không? Có không? À, West Go Green. Đằng sau. À. Save the planet. Save the world. Bây giờ cái gì cũng bỏ mấy cái chữ đó vô hết á. Xe cộ, quần áo, giày, dép. Bỏ vô thì cái ông hòa thượng này ha, ông kêu là hòa thượng túi vải, không có ai biết ông ở đâu đến, chẳng biết ai tên gì.
đời sau kinh sự cũng chẳng có ghi rõ tên tuổi và nguyên quán của ông. Chỉ biết ông là ông xưng ông ta là Khắc Thử Hòa Thượng, như hành khất ấy mà, tức là đi xin ăn mà. Thì hồi xưa Hòa Thượng là đi khất thực không, bây giờ mình tự nấu tự ăn. Okay. Thì cũng vậy thôi à, thời này mà đi xin ăn là cảnh sát bắt mất công lắm á. Mình tự làm lấy cho rồi. Ok. Khất thực Hòa Thượng ha, không tu hẳn ở một chùa nào hết. Ông này tự do tín ngưỡng. Nhưng mà trên vai ông á, thì lúc nào cũng cài kè một cái túi vải rất là to, giống mấy tượng của Di Lặc đó. Thường ngày á, thì ông vác chiếc túi đi lang thang khắp mọi chỗ. Người ta chỉ biết là tất cả gia tài của ông đều nằm trong đó. Hòa Thượng làm gì có gia tài. Là ý nói là có bao nhiêu thì bấy nhiêu đó thôi đó ha. Giống mấy người mà người ta không có nhà đó mà, đã cứ vác cái đồ trên tay người ta thì có túi ngủ hay ba quần áo gì trong đó hết trơn ha. Giống hồi sư phụ đi trên Hy Mã Lạp Sơn cũng vậy thôi, một túi thôi ha. Hai bộ quần áo ha, một bộ bận một bộ bỏ trong đó chứ nữa là không có vác nổi. Cái túi ngủ nữa nó nặng lắm, càng đi lên càng nặng, hình như nước nó thấm vô nặng lắm mới thì lên leo cao chừng nào nặng chừng đấy thành ra ha. Trong cái quyển mà Cao Tăng truyện á, có ghi lại rằng ông là người nói năng cao thâm khôn lường. Thấy có cái túi vậy đó, không nhà không cửa vậy mà nói năng cao thâm lắm. Ăn ngủ lang thang ở bất cứ nơi nào mà kệ ha, không cần, ông không cần biết cái chỗ nào nghỉ ngơi ăn uống gì mà kệ hết, nhưng mà ăn nói rất là cao thâm. Đôi khi người ta thấy ông nằm lăn ra ngủ ngay ở trên đất tuyết, mà khi tỉnh dậy thì không thấy một mảnh tuyết nào dính trên người của ông cả. Nóng quá, tuyết tan hết trơn. Global warming. Maybe. Người đương thời á rất kính trọng nên tặng ông danh hiệu là Hòa Thượng Túi Vải. Chú chờ, tặng cái tên đẹp vậy sợ. Tưởng đâu kính trọng tặng cái tên gì, Hòa Thượng Túi Vải. Người ta cái tên người ta vốn đã có rồi, phải không? Tên Khất Thủ Hòa Thượng cũng hay vậy. Hòa Thượng Túi Vải có ích lợi gì thêm đâu, có hay thêm được chút nào không? Cũng vậy thôi hả? Thấy con hạ thêm chút nữa. Hồi nãy ổng là Khất Thủ Hòa Thượng, nghe có giống tiếng Tàu rồi, nghe cũng hay chút. Nghe có vẻ văn chương hả? Bây giờ cái Túi Vải. Hả? Túi Vải. Túi Vải. Nghe tiếng nhà quê hay gì. Ok. Ok, thì cũng cái tên rất là kính trọng, Túi Vải Hòa Thượng. Người ta vác cái túi vải cái kêu người ta Túi Vải Hòa Thượng, nhưng mà kêu bởi kính trọng. Không. Thì sư phụ nói đùa chơi thôi, tên gì ăn nhầm gì ổng ha, ông đâu cần. Hòa Thượng Túi Vải, thôi bây giờ đổi tên rồi. Mới rồi đổi rồi. Passport có đổi không biết nữa. Nghe tên đổi thôi đổi lui vậy, đi qua hải hải. Đi qua hải quan chặn lại rồi đừng có la lối nữa. Cái này đi xin visa khó lắm. Hồi nãy tên khất gì khất thủ. Nó có bây giờ cứ xuống hàng cái thành Túi Vải. Kiểu này giấy thông hành đổi không kịp phải không? Mà kệ, đâu cần ha. Ông này ông đi lang thang. Hồi xưa đỡ quá, khỏi cần đi đâu khỏi cần giấy thông hành ha. Okay. Hòa Thượng Túi Vải là một người phốt pháp. Chú chà, kính trọng thiệt. Nếu không nó mập phì. Nó chỉ phốt pháp thôi. Nhẹ nhẹ. Cũng có kính trọng người tu hành thiệt. Có ai nghe nói chữ Phật pháp bao giờ chưa? Chưa, tiếng Việt sao không biết. Phật pháp có nghĩa là như thế này nè. Có nghĩa là bằng 4, bằng 5, bằng 10 sư phụ đấy. Tức là cái ghế này ngồi không đủ không? Phải để thêm 3, 4 cái ghế ra ngồi mới đủ. Nó kêu bằng Phật pháp. Tại vì Hòa Thượng thường thường đi đâu cũng nói pháp. Sẵn dịp kêu Phật pháp luôn. Thường thường thì nói Phật pháp.
mà ổng cũng có nói Phật pháp nữa, nhưng mà ổng cũng phốt pháp luôn. Phốt pháp tiếng Mỹ nó kêu là choppy á. Nhưng mà cái này không phải là choppy nè, kêu bằng nó floppy. Bự quá đấy không? Fatty. Okay. Sorry that my English speaker, I speak Vietnamese today for a change. Tomorrow I speak English again, okay? All the Philippines and everybody. Okay. Hòa Thượng Tú Vải là một người phó pháp, biết rồi ha. Mập mập. Tôi tưởng đâu, nó phó pháp là đủ rồi. Đủ kính trọng người tu hành Phật pháp. Xuống hàng thêm để chứ mập mạp. Kính trọng người ta tưởng đâu là sách cái chữ đó, kết quả đọc lại xuống thêm nữa có chữ mập mạp trong đó không? Còn nữa, với chiếc bụng phệ. Oh my god. Trời ơi. Ban đầu nói nhẹ nhẹ cái rồi nói từ từ cái rồi bật ra cái luôn. Có chiếc bụng phệ cũng nói nữa. Mà kệ ông nói gì, người ta phệ kệ người ta. Chú chà, con phốp pháp rồi mập mạp rồi bụng phệ. Trời ơi. Thiệt là khôi hại. Rồi. Thôi mình đừng có chụp hình chỗ đó đi. Ok, hàng ngày ông ta đi xin ăn ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Nếu có người tặng ông một bát cơm, ông bóc lấy ăn một phần, phần còn lại thì trút cả vào trong túi. Chính vì vậy mà ai cũng đều muốn biết bên trong chiếc túi của ông chứa đựng những thứ bảo bối gì. Thế nhưng không bao giờ ông để cho thiên hạ thấy. Không thấy trong cái túi có cái gì hết ạ. Không thấy túi tôi có gì không? Hả? À, túi thấy không? Túi nhỏ xíu có gì đâu. Có cái telephone ở trong á. Nói cái này. Nói cái này. Rồi, hết rồi đó. Ok. Telephone. Rồi, nhìn ở đây. Đôi khi ông ngẫu hứng chỉ vào chiếc túi vải mà thuyết pháp cùng với mọi người. Bài kệ trên đầu bài cũng chính do ông đặt ra. Cái bài kệ hồi nãy sư phụ đọc đó. Ta có một túi vải. Trong chứa đầy hư không, mở ra che phủ mười phương, chui vào nhìn thấy tự tính bên trong. Ý ông muốn nói là thấy bản tánh, bản lai diện mục đó mà ha, thấy Phật tánh của mình đó mà ha. Tức là khi mình ngồi thiền đó ha, mình quán bên trong. Thì hòa thượng ví như là mình chui vào trong cái túi vải vậy mà. À, tức là quán tự tâm đó. Ok rồi. Một lần kia ha, có ông hòa thượng kêu bằng Bạch Lộc đi ngang qua đó trông thấy ông nên hỏi rằng túi vải là cái gì. Cái hòa thượng túi vải đó ha, đặt bịch xuống đất mà không nói tiếng nào hết. À, công án nữa rồi. Ok. Bạch Lộc hòa thượng nói tiếp, trong túi chứa đựng những gì. Thì hòa thượng túi vải chẳng nói chẳng rằng gì hết, vác túi lên vai rồi rảo bước đi luôn. Không những hành vi của ông kỳ lạ mà ngôn từ của ông cũng rất lạ kỳ. Một lần kia, đang đứng trước hai hàng phố xá, một vị hòa thượng đi ngang qua hỏi ông rằng, hòa thượng đứng đây làm chi? Thiền sư túi vải trả lời, tôi đang đợi một người. Hòa thượng kia ha, đi ngang đường mới nói là chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao? Ý nói là ông đợi tôi đến rồi. Rồi khi hòa thượng tứ vải nói sao? Ông không phải là người mà tôi đang đợi. À, hòa thượng kia mới nói rằng vậy ra ông đang đợi một người khác. À, người đó là người như thế nào? Hòa thượng tứ vải mới trầm ngâm một lúc. Vuốt râu, à không có râu. Hòa thượng cạo hết râu để râu chứ. Vuốt tóc cũng không có tóc luôn. Dẹp, không vuốt gì hết. Ok. Không râu, không tóc, không vuốt gì cả. Rồi,
Tôi phải trầm ngâm một lúc rồi mới nói rằng người đó là người sẽ bố thí cho bần tăng một đồng tiền kém. Nói vừa dứt, ông quẩy chiếc túi vải lên vai đi mất. Tức là hòa thượng kia không cho ông tiền thì ông nói vậy rồi ông đi. Hòa thượng túi vải tuy là một vị hành giả tu khổ hạnh lang bạc kỳ hồ, nhưng ông đã viết nhiều bài kệ rất có thâm ý. Dưới đây là một trong những bài kệ đó. Một bát chứa cơm trăm nhà, nước non ngàn dặm ngại gì thân ta, mắt xanh ít gặp kẻ hiền, tìm đường hỏi đám mây xanh trên đầu. Hả? Biết rồi ha? Hiểu không? Hiểu không? Giảng giùm mà sao? Hiểu giỏi vậy? Giảng giùm coi. Hả? Ý ngài nói là một bình bát như vậy nhỏ nhưng mà ăn cơm khắp mọi nhà. Còn giàu có hơn là những người một ngày có một bát mình ăn cơm nhà mình thôi. Ổng ăn cơm trăm ngàn nhà. Ý nói là ổng thông dung tự tại ha. Tiền của dư đầy, trăm họ đều là của ngài cả. Rồi, tu hành mà, thông rỗng, ăn nhàn. Nước non ngàn dặm ngại gì thân ta, đi đâu cũng được. Ý ngài còn nói không phải là thân thể ngàn dặm đâu, mà nói là vô sở bất tại đó. Lúc nào, không có chỗ nào mà không có thể mình xuất hiện được. Rồi. Mắt xanh ít gặp kẻ hiền. Nói là ở trên đời ít có gặp người hiền lương. Mắt xanh là cái gì hiểu không? Hồi đó ông Mạnh Thường Quân đó, nhớ không? Ổng nhà giàu á, ổng rất là rộng rãi ha. Trong nhà lúc nào cũng có cả mấy ngàn người tới ăn uống mỗi ngày hết á. Đãi khách nhiều lắm. Nhưng mà thường thường con mắt ổng là màu trắng, mắt trắng. Khi nào mà ổng gặp người nào mà hợp ý á, ổng biết là người đó tốt. Mắt ổng đổi thành mắt xanh. Cho nên trong truyện Kiều cũng có nói đó, hỏi đó, mắt xanh chẳng để ai vào có không? Tức là ý nói là hồi đó giờ em chưa có thương ai phải không? Em đợi qua đến rồi mới phải không? Phải không? Ý vậy đó. Mắt xanh ý nói là cái người hợp ý với mình. Cho nên hòa thượng nói rằng từ hồi đó giờ cái mắt xanh của ngài chưa có thấy kẻ nào hiền hết. Tức là bao nhiêu người nhưng mà ít có người hiền. Ý nói là mắt của ngài không có xanh được. Ý vậy, tức là không, ít có gặp người mà tri kỷ ha, ít gặp người tu hành nữa mà. Tuy là ngài đi mọi nơi mọi chốn như vậy mà ít có gặp được người hiền lương. Thế giới nó như vậy mà. Ok. Rồi, tìm đường hỏi đám mây xanh trên đầu. Là sao? Hỏi mây trả lời hả? Có gì không? Có ai hỏi chưa? Hả? Hỏi GPS rồi hỏi mây gì? Tại hồi đó ngài không có GPS. Thành hỏi đám mây. Ý nghĩa là gì? Trí huệ. Cỡ đó đó. Ý ngài nói là cũng có thể nói là không có thấy người nào hiền hết, cho nên thường thường ngài hỏi nói chuyện với mây gió không à. Nói chuyện người ta bực mình lắm. Không có người nào hiền hết, khó nói năng. Thành ra dù ngài có lạc đường hay là mày có những cái điều gì thắc mắc trong lòng đều là hỏi thiên hỏi địa thôi. Hỏi bên trong hoặc là bạn với mây gió không có thích bạn bè với những người trần tục. Tại kiếm không là người hiền, nhớ rồi. Ok, nói rồi, hồi nãy nghe nói rồi. Nghe không? Nghe không? Mấy bà già nghe không? Hay là đi lâu rồi, quên hết tiếng Việt rồi, mấy bà già quên hết rồi. Ok. Ha, mình đọc cái bài kệ đó ha. Nghe rõ ràng, biết rõ ràng. Vị hòa thượng này là không phải tầm thường. Khai ngộ đắc đạo rồi ha. Nói chuyện trên trời dưới đất không. Hèn chi mà không có bạn bè với ai hết, ổng nói chuyện kiểu này ai hiểu được. Chỉ có cô này hiểu thôi. Sư phụ hỏi cả đám, cô này chỉ nó hiểu rồi, có mình cô hiểu rồi. Phải chi sanh hồi đó làm bạn với ổng được, tội nghiệp ổng, một mình không ai làm bạn. Ok.
tu hành nói chuyện trên trời dưới đất không vậy đó. À, mấy vị thiền sư thường thường nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó, ai mà hiểu được, phải chưa? Rồi, có mình làm bộ mình hiểu thử vậy thôi chứ, biết có đúng không? Mà kệ đi, ha, ổng chết rồi, ai mà ai nói với mình đúng không đúng được, ai cãi với mình được phải không? Ok, rồi. Điều này á, khiến cho người đương thời không nhìn ông như là một kẻ hành khất tầm thường, mà cảm thấy à, con người của ông phản phất bóng dáng của một vị hòa thượng bụng phệ. Trời ơi! Hòa thượng đâu cứ đem cái bụng phệ đâu hoài. Phản phất hòa thượng bụng phệ ngồi trên đám mây trắng xa xăm đang mỉm cười và vẫy gọi chúng sinh. Trời ơi! Không nào, làm văn cái kiểu này. Hòa thượng rồi sao phải bụng phệ nữa? Ai già rồi bụng không có phệ phải không? Cần nhà hòa thượng mới phệ. Ngồi thiền cả ngày không có vận động thì dĩ nhiên nó phệ chứ gì đâu. Mấy bà cũng phệ đừng nói mấy ông. Người ta nói mà mình nghĩa là à, qua trung niên rồi mà bụng không có phệ là không có phước phải không? Tức là không có phát tài không? Người ta cái bụng phệ ra nó kêu phát tài á. À. Còn cái mặt phì phì đó nó cũng phát tài luôn. Thành mấy người tàu thấy người nào bụng phệ với lại mà mặt phệ là chịu lắm. Mình già già mà mình không phệ nó không chịu đâu. Mấy đứa con nói sư phụ hoài, sao sư phụ có mặt chưa có phệ lên chút. À, không thích sư phụ phệ. Rồi cái may quần áo cho sư phụ may cái kiểu vậy nè. Thành công chữ S. Làm sao tôi bận cho được. Hồi nãy bận cái áo kia ngồi thở gần chết luôn. Cái áo tàu á mà. Tức là nghĩa là giống như là cái miếng da thứ nhì vậy đó. Xác chứ chồng. Rồi mỗi ngày nấu đồ ăn quá trời. Sư phụ lâu rồi đâu có gặp ai đâu, thì ở nhà một mình làm biếng nấu ăn thường thường. Không phải một mình nhưng mà có mấy người gần bên để lo chó lo mèo thôi. Nó đâu có lo cho sư phụ. Sư phụ bữa nào mà nấu cho Supreme Master TV thì mới ăn. Còn mấy bữa kia nấu tầm bậy tầm bạ, không có ăn nhiều được. Để qua đây nấu đồ ăn nhiều ngon á, dụ dỗ sư phụ ăn. Rồi biểu sư phụ cho phệ lên nữa. Rồi may quần áo kiểu mà cái hình công chữ S làm sao tôi bật. Hả? Tưởng đâu sư phụ sinh ở Việt Nam mà hình công chữ S. May quần mấy áo cũng cong eo vậy đó. Trời ơi. Rồi bắt tôi ăn cho nhiều cho phệ ra. Làm sao bận. Vừa phải ăn cho nhiều mà vừa phải bận áo cho có eo nữa. Trời. À ghê sợ không. Còn không nữa. Không nữa thì nó nấu đồ để đầy để rồi sư phụ chỉ dòm thôi. Tu hành gì mà ăn gì dữ vậy. Lẽ ra tu hành không khỏi ăn chứ. Không ăn không phệ thì không được. Nó nói không phệ thì tức là không có phát tài. Đúng không phát tài thiệt. Thì nó nhà nhỏ xíu. Cái chùa nhỏ xíu 700-800 người lại. Ngồi ngoài vườn cầu. Vậy mà cũng bỏ lại như thường. Nhà tôi nhỏ xíu. Lại ngồi đây hết trơn. May là có vườn hả? Không có vườn cực ngồi đâu. Hả? Nhờ tới cho nhiều như vậy. Giống như bên Thái Lan hả? Hả? Báo danh có mấy ngàn rồi qua tới mấy vạn. Trời ơi. Không bao giờ ai quên được cái Thái Lan. Mỗi lần muốn đi toilet 4 tiếng đồng hồ. Đi vô được cái nhà tắm, đi ra sư phụ về mất tiêu rồi. Hết rồi. Bả đi rồi. Đợi cái cầu thang, đợi được cái cầu thang lên trên sư phụ đi xuống rồi. Cầu thang lên, cầu thang xuống. À. Rồi vậy đó mà cũng chưa chừa nữa. Kỳ này cũng bò qua nữa. Cũng chưa sợ hả? À. Kỳ Thái Lan đi rồi cũng chưa sợ hả? Chưa. Phụ con có cái nước nhỏ mắt mà sư phụ. À. Nè. Ừ, thôi bây giờ nhỏ nó hư hết cái mắt của tôi. Hư cái make up rồi. Rồi mắt không đi vô kia. À, nguyên cả ngày mới bỏ lên nữa. Ok thôi, không sao đâu. Tại cái cười ra nước mắt phải không? Kỳ ha, người kỳ quá. À. Khóc thì cũng ra nước mắt mà cười cũng ra nước mắt.
cái system của mình nó kỳ quá. Cái hệ thống của mình nó nghèo nàn quá hả? Khóc cười cũng vậy thôi. Không ai biết mình khóc, không ai biết mình cười. Khóc thì cũng hả miệng to vậy la. Cười cũng vậy, cũng la làng lên. Cũng la thiệt to lên rồi nước mắt cũng chảy đồng đồng. Vậy thôi, làm khóc cười chị mất công à? Làm một cái hệ thống cho rồi đi. Có thêm hai chữ chị mất công hả? Chữ khóc rồi chữ cười nữa. Cười còn có cười ha ha, cười hê, cười hê hê nữa. Khóc rồi khóc hu hu. Khóc rấm rứt vậy nữa. Khóc vậy nữa. Khóc lu bù, khóc bù lu bù à. Ok, không sao đâu. Bây giờ hả? Lẽ ra mình không có dám cười bự như vậy. Thôi kệ mình, bữa nay gan cùng mình. Gan cùng mình. Chắc hàng xóm nghỉ ngủ hết rồi. Hả? Vô nhà ngủ hết, máy lạnh thổi ù ù không nghe. Ok. Thì bây giờ, sao hồi nãy giờ nói chuyện gì? Hồi nãy mình nói tới chuyện đâu rồi? Nói tới nào? Tới bụng phệ hả? Rồi. Hả? Bụng phệ. Ok, một cái bụng không không mà mình cười từ nãy tới giờ. Hòa Thượng Túi Vải á, lúc sau này thường đến ngồi ngoài hành lang phía đông của chùa Ngọc Lâm. Một hôm nọ, ông dậy sớm ngồi trên tảng bàn thạch phía ngoài chùa, rồi ứng khẩu đọc ra bài kệ sau đây. Kệ tức là bài thơ, nhưng mà thường thường những người tu hành thì người ta không nói làm thơ mà tôi nói làm kệ, nhưng mà là kinh kệ đó mà, cho nó có vẻ trang nghiêm. Nó làm thơ giống như sư phụ làm thơ tình thì không được nhé. Làm hồi xưa mà thấy người ta thất tình mình cũng thất cho vui chứ. Để người ta thất mình tôi kịp. Okay. Thất tình tức là mất đi rồi, phải mất hết tình mới được. Ok. Ông làm bài kệ như sau hả? Di Lặc hiện thân Di Lặc. Chắc ông Di Lặc hèn chi bụng phệ phải. Và tôi phải nữa. Phân thân vạn ức độ người thế gian. Thấy không? Rõ ràng biết hết trơn rồi. Sư phụ biết hết hả? Sư phụ gì cũng biết. Ta hằng khuyên nhủ người đời. Người đời không tỉnh, ai người biết ta. Ứng khẩu làm bài thơ vậy đó. Mà có người đứng bên bỏ vô computer bây giờ mình mới đọc được đó chứ hả? Hồi đó có người mà đánh máy hả? Hay là ông tự viết ra đây không biết nữa. Đúng là Di Lặc ha. Thấy không? Người đời không tỉnh, ai người biết ta. Người ta thì kính trọng như vậy đó. Biết rằng Ngài là một vị hòa thượng siêu phàm. Nhưng mà cũng không ai nghe vậy. Nghe bên này bỏ bên kia vậy. Uổng ha. Có ngày đi lang thang ở trong chùa cũng không ở nữa. Ông mà vô ông nói tôi là Di Lặc hóa thân đây. Cái mấy hòa thượng đuổi ra ngoài á. Mấy hòa thượng mà trong chùa đó. Hòa thượng này hòa thượng thứ khác. Hòa thượng mà siêu phàm. Hòa thượng kia là hòa thượng phạm. Không siêu phạm. Thấy không? Ta hằng khuyên nhủ người đời. Người đời không tỉnh, ai người biết ta. Thường thường người ta cũng nghĩ là kính trọng như vậy. Nhưng mà nghĩ ổng cũng là chắc cũng vậy thôi ha? Chứ đâu có ai mà nghĩ ổng là Di Lặc. Di Lặc làm gì đi lang thang ngoài đường như vậy. Mà bụng phệ nữa. Di Lặc đẹp chứ hả? Bận quần áo đẹp này kia. Giống Phật mà, thường thường những bức tranh Phật là đẹp đẽ, đâu có bụng phệ như ổng vậy. Vác cái túi vải nữa, ở dưới chân thì có đóa sen hồng, phải không? Ở trên đầu thì cũng có cái gì đó, hào quang, rồi quần áo trang nghiêm, hoa rớt đầy người, rồi chư tiên xung quanh nhạc, sáo đàn lung tung, nước hoa vẫy lung tung, phum phum phum.
làm gì mà có gì lặt gì mà đi một mình vác cái túi vải lang thang, chùa cũng có à, đệ tử cũng chẳng có ai theo hầu cúng dường, bỏ hồng bao, bỏ bao đỏ đó, bao lì xì chẳng có gì hết, cái túi vải không à, bỏ cơm trong đó, bỏ 2-3 ngày thiêu mất tiêu. Dầu rằng người ta kính trọng hòa thượng đó, nhưng mà người ta không thể tưởng tượng được vị hòa thượng này là Phật Di Lặc Hóa Thân. À, cho đến hòa thượng tự mình nổi hứng mới nói ra như vậy cho tự mình nghe thôi ha. Chứ nếu mà không có ai gần đó, hòa thượng chắc không nói đâu ha. Mà nói như vậy thì nói thôi, chứ ổng cũng đâu có nói là tao là Di Lặc đâu, thì nói trống trống vậy mà ha. Nhưng mà mình đọc mình hiểu. À, mà người đời đó đọc biết ai hiểu đâu à, thí dụ người ta đọc người ta cũng nói ồ ông này phách lối ha, thấy người ta kính trọng rồi cái lê le hiểu chưa, ý như vậy đó mà ha. Thì kính trọng thì kính trọng mực nào đó thôi, tức là thì dĩ nhiên là một vị hòa thượng là người ta đã kính trọng rồi, người đi tu mà ha, người tu đó là bỏ hết thế gian rồi à, chuyện trần tục không có màng nữa, tức là một người rất là xả bỏ rồi ha, tự tại an nhiên rồi, người ta đã định như vậy rồi ha. Mấy thằng thầy tu thế nào cũng hơn mình, cho nên có thể là người ta nghĩ là như vậy thôi, còn nếu vị hòa thượng này mà có thể cao thâm thêm một chút nữa à, thì có thể hơn những vị hòa thượng thường một chút thôi à, có thể khai ngộ hơn chút thôi, chứ không ai mà nghĩ rằng vị này là Di Lặc Hóa Thân hết, ai mà nghĩ như vậy được à, Phật gì đâu vậy. Dầu kinh điển có nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á cũng là đi khất thực à, nhưng mà kinh điển đâu có vẽ như vậy, mấy cái hình vẽ thấy có Phật nào Đức Thích Ca Mâu Ni nào mà có đi vác cái túi vải đi xin ăn đâu à, mấy cái hình đẹp thấy một à, xung quanh là hào quang sáng rực ha. Nếu không có hào quang thì quý vị sư trong chùa cũng bỏ mấy cái đèn điện xung quanh tròn tròn nháy 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 tối ngày à, mấy cái tượng thấy rồi rõ ràng sư phụ đâu có nói sai à, thì nghe đồn Phật thì như vậy như kia thôi, rồi bây giờ mà đâu có gặp Phật đâu, cái lúc mà vị hòa thượng này sinh ra đời đã Phật đã viên tịch rồi, lâu lắm rồi, còn cái đi vô chùa thì chỉ thấy mấy hình nháy nháy đó thôi, hào quang nháy nháy thôi, thì cũng nghĩ là ở dưới thì ổng ngồi trên cái tòa sen rất là bự, Phật nào cũng ngồi trên tòa sen bự hết, đứng thì cũng đứng trên sen thôi, chứ không được đứng dưới đất. Rồi. I'm not joking. Thiệt vậy chứ hả? Có thấy Phật nào đứng dưới đất đâu? Vô chùa có thấy Phật đứng dưới đất không? Chùa nào mà để Phật đứng dưới đất là bị la chết luôn rồi. Nếu mà quý vị hòa thượng khác tới không la thì đệ tử cũng tới la. Tại sao thầy để Phật đứng dưới đất? Cái tòa sen đâu rồi? À, thầy không có tiền mua thì thầy nói cho đệ tử biết. Đệ tử cúng dường một tòa sen. Tại sao mà để Phật đứng dưới đất? Lắm chừng sao? Hả? À, cái gì? Đừng nói thừa tôi nha. Ai biết cười làm chi? Ở đây đâu có ai mắc cười đâu. Ok. Ai sao buồn đâu buồn. Ok. Mình nói tới đâu rồi? Chuyện có một chút vậy mà nói nhiều quá. Đừng có nói. Bà này bà nói nhiều quá. Ok. Oh my god.
Tại sao mà cười dữ biết không? Chuyện Phật Di Lặc. Phật Di Lặc tức là có nghĩa là vui vẻ đó, phải không? Ông cười hoài. Mình nói cái tên ông không, mình nó cười quá trời rồi. Huống chi mà sinh ra cái thời của ổng nữa. Ok. Rồi, nói rồi. Biết rồi. Ok. Bây giờ ha, nói tiếp ha. Rồi. Thì đọc xong ông mỉm cười. Ôi cha, rồi viên tịch. Ôi trời. Trời đất ơi. Gì đâu mà thọ mệnh ngắn ngủ vậy. Mới có hai trang. Hai trang cái viên tịch rồi. Tôi bận rộn đâu có đọc hết, tưởng đâu Phật Di Lặc ok mình đọc một chút rồi là được rồi, xuống đây đọc tiếp. Bây giờ mới thấy ông viên tịch rồi. Đúng là Phật Di Lặc thiệt. Đúng là Phật Di Lặc thiệt. Ok. Cũng từ bài kệ đó mà người ta đương thời á đều tin tưởng rằng ông chính là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Thêm vào đó, sau khi thị chúng, xác thân ông vẫn không mục rửa trong nhiều ngày. Cũng có người đã thấy ông xuất hiện ở những quận huyện khác, cũng với chiếc túi vải to lớn trên vai. Tức là Ngài đã mất rồi, nhưng mà nhiều người vẫn còn thấy hóa thân của Ngài đi lang thang đủ chỗ hết. Thân thể cũng lâu, thật lâu mà không có mục rửa. Chết rồi mới nghĩ rằng ông là Phật Di Lặc, thấy chưa? Chết rồi bây giờ mà ai cũng đục tượng, đúc tượng lên á, đặng mà thờ. Còn chống không theo, sống không theo. Ta chết rồi Ngài mới nói Ngài là Di Lặc không? Sống mà nói là chắc nó không cho cơm ăn á. Người đời như vậy đó, không? Lúc Đức Thích Ca còn tại thế thì cũng có người theo, nhưng mà đâu phải người nào cũng theo đâu. Có một lần Ngài thuyết pháp, 5.000 vị tỳ kheo bỏ ra hết, bỏ đi ra ngoài hết. Nghĩ rằng Ngài nói trời nói đất, thấy không? Nói không có, không đúng, nói không thật, nó ngoa. Tỳ kheo là những vị hòa thượng đó mà. Những vị tu khắc sĩ, những vị sư vải, sư xuất gia đó. Xuất gia không phải là xuất gia với Phật. Thì cái nước nào cũng có những người xuất gia mà. Nếu không xuất gia theo đạo Phật thì xuất gia những đạo khác á, hay là đạo lão, hoặc là bây giờ có đạo Thiên Chúa Giáo á, hoặc là những đạo hồi này kia thì cũng có người xuất gia vậy mà. Ok. Thì trong lúc Phật nói pháp á, 5.000 vị tỳ kheo bỏ đi ra ngoài, tức là không muốn nghe đó. Nghĩ rằng Ngài nói gì đâu, không có hợp kinh điển, ví dụ đó. Kinh điển thì nói họ đâu hiểu gì đâu. Thành ra Phật giải kinh điển giải đúng họ cũng đâu có hiểu. Tối ngày tụng thôi, thường thường là như vậy thôi. Hoặc là đi hành khất xong rồi đi về lại tượng gỗ gì đó thôi. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca giảng ra những điều chân lý, hoặc là giảng cái nghĩa thật của những kinh điển của những người họ nó biết đó, thì họ nghĩ là nói xài rồi. Bây giờ cũng vậy thôi. Ok, thấy chưa? Thường thường á, nhiều khi Phật tại thế chúng sanh không có nhận biết. Khi nào mà mất đi rồi, làm chùa, làm miễu thờ, tối ngày đem bông, đem hoa vô cúng, đem bông, đem bánh bên trái vô cúng. Còn khi Phật tại thế thì chỉ đi hành khất thôi, chưa chắc là đã bố thí cho Ngài những cái gì. Nhiều khi còn hành hạ, còn chửi bới này, như bà mẹ của Mục Kiền Liên thí dụ vậy đó. Bà mẹ Mục Kiền Liên chỉ là một trong những ví dụ thôi, có thể là bao nhiêu người khác nhưng mà kinh điển không có kể ra. Thì có những người muốn hãm hại Phật vậy mà, có người chặt một ngón chân cái của Phật nữa đó, tức là muốn giết Phật nhưng mà không có giết được, cho nên chặt sái qua thành một cái miếng ngón chân, thì cũng có vậy. Thì Chúa cũng bị đóng đinh tiên tri Mohammed cũng bị nghĩa là tàn sát, bị hãm hại nhiều lần, phải chạy trốn nhiều lắm. Bao nhiêu vị minh sư khác cũng vậy thôi. Bây giờ các ngài đi rồi, cái chùa lớn quá trời, còn các ngài lúc còn sống không có đất dung thân, phải không?
đi chỗ nào cũng bị hãm hại rồi phải đổi qua chỗ khác. Giờ đời khó có chấp nhận cái sự thật. Sự thật, tại họ không hiểu chứ không phải sự thật. Tại vì quen này không? Đi lễ lạy thì dễ hơn, ha? Ngồi thiền mỏi chân. Ngồi lâu mỏi chân, ha? Không phải ăn chay nữa, trì năm giới nữa, mệt. Ha? Đi vô lạy cúng dường, ha? Chút là xong rồi, tưởng vậy ok rồi. Làm như đi hối lộ Phật vậy. Nhiều khi mình mua đồ mắc chưa chắc là đồ tốt, nhưng mà thường thường á, những cái đồ rẻ tiền mà mình muốn cái phẩm chất nó giống như những cái đồ mà tốt thì không thể được, hay không? Thí dụ người ta những lấy những cái phẩm chất giống như là mà đồ làm ve chai làm ly á, mà làm thành những cái hộp kim cương giống giống vậy đó hả, rồi thì mình trả tiền có 2-3 đồng thôi hả, còn kim cương thì 2-3 ngàn. Còn khi mà mình trả có 2-3 đồng thôi mà mình muốn cái phẩm chất kim cương thì đâu có được. Thí dụ vậy đó ha. Nhưng mà thường thường người đời thích như vậy đó ha. Thích những cái chuyện gì mà dễ dàng như vậy ha. Nhưng mà thật ra cũng không dễ gì ha. Người ta biết là chỉ là cầu nguyện phước báo che chở bình an chút đỉnh vậy thôi mà chưa chắc là có ha. Còn người ta nghĩ rằng cái chuyện mà thành Phật hay là khai ngộ nó không bao giờ có cho họ được. Họ nghĩ chỉ có hồi đó có Phật ra đời thôi mới được, bây giờ hết rồi. Ha? Hoặc là hồi đó có Chúa ra đời thì bây giờ hết rồi. Làm gì hết. Thí dụ Phật Chúa ra đời á, cứu chúng sanh thì ok. Thí dụ có thể nói rằng cứu chúng sanh thời đó. Ha? Những người nào sanh trong thời với Phật thì được cứu. Thí dụ nói vậy đi. Ha? Còn ok, tại sao mà nghĩ rằng đi vô cúng lại một chút vậy là đủ có phước báo một chút đặng che chở bình an thôi. Tại vì họ không có nghĩ rằng họ có thể thành Phật ha, hoặc là họ không có thể nghĩ rằng họ có thể giống như Chúa vậy, hoặc là ít nhất cũng gần gần ha. Họ chỉ nghĩ rằng ok, không có được xuống địa ngục là ok rồi, thí dụ vậy đó. Nhưng mà ha, bao nhiêu kinh điển đều nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nghe Phật nói vậy thì ok đó, nhưng mà không có tin. Nếu tin thì dĩ nhiên đi tìm thầy học đạo để thành Phật chứ. Nếu tin thì có nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp sẽ có Phật chứ hả? Thí dụ bây giờ sư phụ nói ha, hồi đó nói là Phật sinh ra đời cứu độ chúng sanh, ok rồi. Rồi cái khi đó thì những cái người nào mà sinh ra trong đời với Phật thì sẽ được cứu độ phải không? Rồi, còn những người khác hay sao? Những người trước đó nè. Nói là bây giờ Phật viên tịch rồi ha, thì bây giờ mình cúng lại kinh điển, mình cúng tượng Phật ha, sau khi Phật chết rồi ha. Phật viên tịch rồi mình cúng lại tượng Phật hoặc là tụng kinh điển sẽ được giải thoát ha. Ok, còn những người trước khi mà Phật ra đời thì sao? Xuống địa ngục hết trơn hả? Như vậy là đời đời kiếp kiếp phải có Phật chứ hả? Không có Phật Thích Ca Mâu Ni thì có Phật khác. Chứ đâu có thể nào mà không có Phật là những người mà không có biết được Thích Ca Mâu Ni Phật thì chết hết xuống địa ngục hết rồi. Hoặc là những người nào mà không sinh ra cùng đời với Chúa đó, hoặc là sinh trước khi Chúa sinh ra chết hết xuống địa ngục hết trơn rồi. Vậy phải là trời ác không? Trời mà ác như vậy mình cúng ổng làm gì? Mình thờ phượng ổng làm gì? Phật mà ác như vậy mình cũng dẹp ổng luôn cho rồi. Sư phụ nghĩ vậy đó. Lâu lâu gì mà nghĩa là 5-6-7 triệu năm mới sinh ra một ông. ai mà đời đời kiếp kiếp chạy theo ổng hoài để mà ổng độ mình. Còn những chúng sanh khác trước mấy trăm triệu năm nó đâu có ai đâu thì chết hết sao? Thì nói là đạo nào cũng vậy hết, cũng nói đạo tôi là vậy là tốt nhất rồi ha. Chỉ có một mình thôi, có mình ông này thôi, còn đạo kia cũng nói chỉ có mình bà này thôi, đạo nào cũng nói chỉ có mình ông đó thôi ha. Mấy người khác là không phải, không còn ai nữa hết, chỉ có mình nữa thôi. Tức là trước sau gì có mình ổng đó thôi. Mà không sinh được đúng thời ổng thì mà kệ người ha? Đi xuống địa ngục mà kệ, thí dụ vậy đó. Vậy thì vô lý, không? Tại sao mà trời thương những cái người mà sinh cùng thời với vị tiên tri nào, sinh cùng thời với Chúa hoặc là sinh cùng thời với Phật, còn không thương những người khác? Như vậy vô lý, phải không? Rồi. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni
từ trên trời sinh ra, chỉ có một mình nữa thôi. Còn nếu mà không gặp Phật, không gặp Phật hoặc là không tin theo Phật là phải bị luân hồi ha, hay là xuống địa ngục này kia kia nọ đó, không quy y đó mà. Thường thường trong chùa ví dụ nói mà đi quy y thì khỏi địa đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh này kia kia nọ đó. Sao nói vậy được, về nhà ăn thịt uống rượu rồi chém giết người ta lung tung làm sao không đọa ra? Đâu phải quy y là xong hả? Phải khai ngộ mới được, phải tu hành, phải ăn chay, phải không? Phải làm lành đánh dữ thôi mới được, chứ phải quy không là đủ đâu, không? Ok, thì bây giờ tu hành rồi quý vị hiểu rõ ràng ha. Hiểu hơn hồi xưa phải không? Rõ ràng ha. Nghe rõ không? Chuyện dễ dàng ha. Nhưng mà có nhiều người đọc chuyện này không hiểu á. Những người không tu á, không tu khó hiểu nè nha. Ok, mình thấy thì dễ vậy đó ha. Người ta thấy hơi khó. Ok, 5:30 bây giờ ngồi thiền tới 8:00 đi ra ăn cơm vừa. Sáng vừa à. Hồi đó trong chùa con đi chùa con cũng tụng kinh hoài mà con không biết làm sao sư phụ cái con sư phụ dạy con tu đó, con mới hiểu là mình đọc kinh mà mình đọc mấy cái thể nghiệm của mấy vị Bồ Tát. Đúng rồi, thực hành thì mình giống như họ hả? Ok, thì hồi xưa ví dụ mình đọc kinh này kia ha, mình thấy ồ Bồ Tát là những vị này kia kia nọ ha. Thí dụ đi, bây giờ quý vị lên là tới tầng thứ ba, thứ tư hay thứ năm gì rồi, ra ngoài vỗ ngực xưng tên ta chửi chết. Im im thì còn sống được hả? Hồi nhỏ nhiều khi sư phụ đọc kinh điển cũng phải tưởng tượng mà ha, Phật Bồ Tát là những vị như là bất khả tư nghị ha, không thể nghĩ bàn được, không thể tưởng tượng được. Trên đầu có hào quang, dưới đất có bông sen mà. Mình đi cao gót làm sao thành Phật, đâu phải Bồ Tát đâu, gắn bảy hai ba hột sen chưa, đồ giả, hột sen giả. Thành ra người ta không tin mình cũng được vậy. Cũng phải rồi phải không? Gốc sen già, vàng vàng giả. Nhiều khi mình đọc những cái chuyện hồi xưa đó ha, bây giờ chuyện thần tiên ha, chuyện đạo lão hay đạo gì cũng vậy thôi ha. Mình đọc mình có cảm tưởng những người đó là những người phi phàm ha. Quần áo cũng không bận giống mình đâu. Đẹp. Nghĩa là lấp lánh này kia ha, rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ, rất là phi phàm ha, không có giống như mình chút nào ha. Bây giờ tu rồi mới biết ha, Bồ Tát cũng cỡ này thôi. Kiểu đó thôi. Có gì đâu mà ghê quá vậy. Phụ con thắc mắc cái sư phụ mặc đồ đẹp mà đâu có gì để mà complain đâu mà. À, ai complain mà kệ họ. Đức Phật A Di Đà sư phụ mặc đồ đủ mà. Con đẹp hơn nữa. Xuống đây nè. Xẻ xuống đây nữa. Ông đàn ông không xẻ đâu mà kệ ông. Đeo dây chuỗi tùm lum đó. Đúng rồi, đeo dây chuỗi tùm lum. Đức Quang Tham Bồ Tát cũng mặc đồ the này kia. Đúng rồi, đúng rồi. Mà sao họ không complain? Hả? Ở đó người ta than phiền bả đâu có ở đó đâu, bây giờ không có complain. Thì người đời là vậy mà. Ok. Tôi bận tôi chơi vậy đó. Ai không thích thôi đi về đi. Nhà tôi chật. Không thích càng tốt. Thích đỡ chật nhà. Nhà ở đây khó mua. Mua được cái nhà này là may mắn lắm á. Có vườn nữa ha. Hả? Đẹp hả? Ok. Cái vườn này là được thưởng á, tại nó đẹp. Được thưởng hồi xưa là không phải mình đến mới được thưởng. Nó ngày nào cũng có người ngồi gốc cây đó. Vườn của người ta hồi xưa có mấy chục phòng, nhiều nhất là cũng 30-40 người tới thôi. Bây giờ 300-400. 300-400 còn bây giờ 800 luôn. Ngồi gốc cây tôi nữa. Mai mốt không có chỗ trèo lên cây ngồi luôn nữa. Cái vườn này nó rung ra. Cái vườn được thưởng thì cái thưởng mấy lần rồi, tại vì làm đẹp á. Tại bây giờ không biết quý vị đến đây nó còn đẹp không, chứ còn hồi đó có được thưởng thiệt.
Cũng may mà đây là đá không ha, mà cỏ là tiêu tùng á. Không chịu nổi đâu ha. Ok. Ok, thôi quý vị ngồi ngủ. Ok. Lên thế giới thứ năm. Năm huyền. Ok. Thôi ngồi cho ngay nha. Ngay thêm dấu sắc nha. Rồi. Rồi. À, không sao, sư phụ gần đây mà. Giống đi. Ok. Nhà đây. Ví dụ ở trong cũng trong vòng này, ok. Đi ngồi đây cũng vậy, ngồi đó cũng vậy ha. Về lau mặt rồi cho nó khỏe. Hả? À, bây giờ về nhà thành Phật thiệt, lau mặt rồi đó, bận quần áo rách rách rồi cho giống người tu hành. Ra đây bận quần áo đẹp. À, hôm trước sư phụ đi gặp cái bà kia ha. Cái bà kia bà không có ăn cơm, ăn uống gì nhiều, bà uống nước rồi vậy thôi ha. Tức là tu hành theo mà pháp gì đó, thở mà, ăn không khí mà. Sư phụ hẹn bà gặp chơi mà. Bà cũng muốn gặp sư phụ rồi đi gặp chơi. À, nói sao? Ủa? Sao tôi nghe nói bà bận quần quần áo vô trang sức rồi dữ lắm mà sao bữa nay bà bận gì vậy? Đi gặp bà bận trang sức làm chi? Mà cũng bận thường thường thôi. Sư phụ mới nói thì đi ra ngoài người nào, có nhiều người nó bận đồ rồi, chứ còn đi ở nhà gặp bà không bận gì. Bận mấy cái đồ mà nó sáng, nó hơi mệt mà, phải không? Ở nhà bận đồ rách rách quần, mấy cái đôi giày. Sư phụ có một đôi dép mà dép kiểu Nhật Bổn, phải không? Ngày nào đi đâu cũng mang đôi đó, nó sướng. Khỏe. Xỏ vô đi liền. Còn mấy cái này đi còn phải dòm dòm bên này bên kia. Có đá không? Hay trước nó có gì không? Để cho gót sen vàng của nè. Sao nó đạp lên nó té. Hộ pháp. Hộ pháp đâu? Đỡ cho bà coi. Sao không có đàn binh chứ? Bà đi cao gót vậy bà té làm sao? Hộ pháp gì mà không có ga lăng gì hết. Đau bụng quá. Đau bụng hả? Để cái bụng qua bên. Đau bụng, đau cổ họng. Đau cổ họng. Bệnh gì cũng có hết vậy. Người ta nói cười là một liều thuốc bổ mà sao? Đâu có cười có đau đủ thứ vậy. Thôi đừng cười nữa. Ok. Thôi sư phụ đi về nha. Tôi về bỏ giày cao gót đồ ra để lấy bông sen. Tóc tai về cũng phải cột lại đang gắn hầu quạng. Không có cũng mua mấy cái đèn điện mà cầm cầm cắm vô ngồi nó bật. Đang ở xa người ta dòm dòm người ta ồ bà có hào quang thiệt mà. À, mấy cái bông sen cũ nó bể rồi mới phải đặt thêm mấy cái đặt thêm mấy cái bông sen mới nó chưa có lại, thành ra mang đỡ về cầu gót. Ok thôi, chút nữa gặp. Ok. Ngủ gì 6 giờ ngủ gì nè. 6 giờ dậy tụng kinh ngủ. Ok, see you, alright. Yeah. Oh my God.
don't understand, sorry. One day, I speak English, okay? Thank you. Cái này phẩm cái gì à? Đẳng cấp cao một chút phải không? Tàu dòng chút. Trung Quốc đấy hả? Vietnamese? Yeah. Okay. I go let the Chinese look at me. Để anh em mình xem đi nhé. Chào chị Miên. Yeah. Xiao Thái Tu. Xiao Thái Tu. Mấy cặp tàu bảo tàu. Oh. Này yeah. I let you look at me. Okay. Can you hear? Can can. Yeah, just have let you have a look and I go home. I'm going nearby. My room, my room. Xiao Nomato. Good. Yeah. I am sorry. Yeah. Can I, huh? Yeah, 给你们看了一眼而已, okay? 好了,我走不远了, 行了哈, 看到哈, 谢谢, 有一些还没看到, 不过, 高跟鞋比较困难, 哎, yeah, 好可爱, are you sit here? 师父好, 好好, thank you, 里面有人吗? Oh, yeah. So many people everywhere. Come in. Who is inside? Hello. Ah, no, no, no. Ah, Chinese. Vietnamese? No. Chinese. Taiwan, huh? Okay. 上面有没有人? 有啊. Oh, 我想去. 上面刚刚看错了，师傅拍摄的。看过哈？对啊。英文啊，那些英国哈。是是。那我不看。不过他们看不够，就是这样。明天再看。啊，明天看。OK，好，我回去卸妆了。I see you soon. OK. 好了。哎，完了。Make sure 啊 ，Make sure English together, Chinese together, Vietnamese together. OK. 不过 Chinese 懂英文，不要坐在一起哈。 这样子我可以讲中文，讲英文啊。OK， 耶，哎呀，哇，到处都是信。OK， 行了。See you later, guys. Love, love. I love, love, love. See you soon. OK. 感恩师父。好，感激，感激。感恩。祝福。 OK. See you soon. Yeah. See you soon. See you or can't see anything. Hey there. Say see you. Good night, Master. Good night.